Sao Hoa ngữ có em trai sở hữu dung mạo cực phẩm? Thứ nhất, em trai Phạm Băng Băng, Phạm Thừa Thừa. Được biết đến nhiều nhất kể từ khi tham gia và được debut từ show truyền hình Idol Producer của Trung Quốc, Phạm Thừa Thừa khiến nhiều người vô cùng ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và cả tài đọc rap của mình. Có thể nói rằng hiện nay Phạm Thừa Thừa đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được chú ý nhiều nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Vừa có tài năng lại có người chị gái nổi tiếng, chắc chắn con đường phát triển sự nghiệp của Phạm Thừa Thừa sẽ rất tốt. Thứ hai, em trai Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Kiến Phi. Là cái tên cực kỳ nổi bật trong giới giải trí nên cả sự nghiệp và đời tư của Triệu Lệ Dĩnh đều được mọi người quan tâm. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại hầu như rất ít khi nhắc đến cậu em trai hay gia đình của mình. Vào năm ngoái khi em trai cô Triệu Kiến Phi tổ chức đám cưới, khán giả mới có cơ hội nhìn thấy những hình ảnh hiếm hoi về gia đình của nữ diễn viên. Em trai của Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ ngoài cực kỳ điển trai và cuốn hút. Thứ ba, em trai Angela Baby, Dương Phạm. Nhìn những hình ảnh của Angela Baby và cậu em trai, chắc chắn nhiều người sẽ phải cực kỳ ganh tị vì vẻ ngoài của cả hai. Đều mang dòng máu lai trong người nên Angela Baby và em trai đều sở hữu vẻ ngoài cực đẹp. Không chỉ gây sốt khắp các trang mạng xã hội của Trung Quốc bởi vẻ ngoài đẹp trai, Dương Phạm còn khiến nhiều người vô cùng nể phục vì thành tích học tập cực tốt. Thứ tư, em trai Lâm Chí Dĩnh, Lâm Chí Hâm. Nổi tiếng là nam thần hách tuổi của làng giải trí Hoa ngữ, Lâm Chí Dĩnh khiến nhiều người vô cùng bất ngờ bởi vẻ ngoài của mình. Thế nhưng khi nhìn em trai của nam diễn viên, nhiều người chắc chắn phải thừa nhận rằng gen di truyền của nhà nam diễn viên cực kỳ tốt. Em trai Lâm Chí Dĩnh cũng sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch lãm chẳng hề kém cạnh anh trai mình. Thứ năm, em trai Trương Hình Dư. Có chị gái là mỹ nhân nổi danh của làng giải trí Hoa ngữ nên chẳng có gì khó hiểu khi em trai Trương Hình Dư cũng có vẻ ngoài chuẩn soái ca. Nét đẹp lãng tử của em trai Trương Hình Dư rất dễ khiến người khác phải dao động. Nếu anh chàng có tham gia vào giới giải trí thì tin chắc rằng với vẻ ngoài bắt mắt thế này, em trai Trương Hình Dư sẽ được chú ý nhiều. Thứ 6, em trai Lâm Phong, Lâm Giật Minh. Lâm Phong có một người em trai rất giống anh tên là Lâm Giật Minh. Lâm Giật Minh từng theo học ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ và đã tốt nghiệp vào năm 2013. Đồng thời, Lâm Giật Minh cũng là người tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Lâm. Khi đứng chung trong một khung hình, Lâm Giật Minh trông điển trai chẳng hề kém cạnh anh trai nổi tiếng của mình về khoản đẹp trai. Đây là những cậu em trai cực phẩm của các sao Hoa ngữ, họ sở hữu vẻ ngoài đẹp không kém anh chị của mình. Bạn bỏ phiếu cho em trai của sao Hoa ngữ nào nhất?